bò rát vàng chứa thần dược gì? Vì sao sức mạnh Tô Đại trở nên đáng sợ? Khi hình ảnh ăn thịt bò rát vàng tại London của ông Tô Lâm bị tung lên mạng xã hội, đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khắp nơi. Nhiều người đã có hỏi tiền từ đâu mà ông Tô Lâm có thể tiêu xài xa hoa đến như vậy. Hình ảnh này cũng gián tiếp tố cáo một bộ trưởng không sạch sẽ, vơ vét tiền của dân. Giữa lúc người dân cả nước đang gồng mình chống dịch, rất nhiều người đã phải chết. Cũng có luồng ý kiến bảo chữa rằng bữa ăn thịt bò rát vàng kia là do doanh nhân mời. Nhưng thử hỏi nếu ông Tô Lâm không dùng quyền lực để hỗ trợ doanh nghiệp, thì doanh nghiệp có bỏ tiền ra mời ông ăn thịt bò rát vàng hay không? Mà dù dùng quyền lực để trực tiếp vơ vét hay dùng quyền lực để giúp cho người khác vơ vét tiền, rồi lại quả cho mình thì về bản chất cũng giống như nhau. Tự bản thân quyền không sinh ra tiền tài, chỉ có dùng quyền lực để cưỡng bức khiến tiền từ túi người này chảy sang túi người khác mới đem lại tiền tài cho kẻ cầm quyền. Nếu ở một nước dân chủ thì thành phần như Bộ trưởng Tô Lâm đã bị lọc bỏ từ lâu rồi. Nếu câu chuyện như thế này mà xảy ra ở các nước dân chủ, thì ông Tô Lâm đã bị điều tra về nguồn gốc của nguồn tiền sử dụng cho bữa ăn này. Mà ngay tại Việt Nam, nếu chuyện này xảy ra với một người có thế lực yếu thì có thể bị kỷ luật về mặt đảng. Nhưng ông Tô Lâm vẫn bình an vô sự. Điều này cho thấy Tô Lâm là bất khả xâm phạm. Hiện nay, sức mạnh chính trị của Tô Lâm có thể được xem là vô đối sau khi ông hạ được Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Cuộc đấu đá tranh giành quyền lực ở thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có hồi kết thúc, bởi mục tiêu của Tô Lâm là ghế Tổng Bí Thư. Dù Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ đã ngã ngựa, nhưng tham vọng của Tô Lâm vẫn chưa thành. Có thể nói, so với các đời Bộ trưởng Bộ Công an trước đây, có lẽ Tô Lâm là người táo bạo nhất, dám làm nhất và cũng là bất chấp nhất. Mà một khi đã dám làm đại náo Bộ Chính trị hạ xuống phân nửa tứ trụ, thì sức mạnh cả về binh quyền và thế lực chính trị của Tô Lâm phải tương xứng. Vậy câu hỏi đặt ra là sức mạnh của Tô Lâm có được từ đâu? Có người thì nói rằng có lẽ sức mạnh chính trị của Tô Lâm quá khủng khiếp là bởi trong bò rát vàng có thần dược. Đây là câu nói mang tính mỉa mai, châm chọc. Mỉa mai mà chế độ suốt ngày tự xưng là của dân, do dân và vì dân, rồi là đầy tớ của nhân dân, vân vân, nhưng giới lãnh đạo lại bê tha, bẩn thỉu và tham nhũng. Với thể chế vì dân, thì ông bộ trưởng ăn một bữa ăn xa hoa bằng cả 3 tháng lương của người lao động có thể tiếp tục ngồi đó hay không? Nếu chính quyền thực sự của dân, thì Tô Lâm đã phải từ chức từ rất lâu rồi, chứ không phải ung dung ngồi cao rồi bắt bớ dân bừa bãi. Thực ra, thần dược khiến cho sức mạnh của Tô Lâm trở nên vô đối chính là thể chế độc tài. Thứ nhất, vì độc tài nên người dân không thể tác động với những kẻ hại nước, hại dân. Thứ nhì, vì độc tài nên mới dùng bộ máy công an điều tra người khác và trừ mình ra. Nhờ đó, đối thủ thì gục ngã, nhưng bản thân thì lại lớn mạnh. Trong khi đó, bản thân ông cũng nhem nhúc như đối thủ, nhưng lại chẳng hề hấn gì. Sau tai tiếng ăn thịt bò rát vàng, sức mạnh chính trị của Tô Lâm không những không giảm mà còn mạnh hơn nữa. Hiện nay với tuổi già, sức yếu, bệnh tật đầy người, ông Trọng không thể nắm trọn quyền hành như trước kia. Điều đó có đồng nghĩa với việc ông Trọng đã không còn an toàn nữa, cho dù với ngay chính đệ tử thân của ông. Trước đây ông đã lập ra một bộ máy riêng để mà đốt lò và bảo vệ vị trí của ông, thì nay bộ máy đó đã không còn hiện hữu nữa. Nếu ở một nhà nước dân chủ, chỉ cần người lãnh đạo làm đúng luật là pháp luật, thì họ sẽ được bảo vệ ngay cả sau khi họ rời chức vụ, chứ không cần phải lập ra một bộ máy riêng để tự bảo vệ. Không biết ở tuổi bát thập gần hết đời người, ông Trọng có nhận ra điều đó hay không? Bản chất của chế độ này đã sinh ra một Tô Lâm thâu tóm binh quyền trong tay, thì chắc chắn sau khi Tô Lâm hết thời cũng sẽ sản sinh ra những Tô Lâm khác, và triều đình cũng lại tiếp tục đấu đá để mà triệt hạ lẫn nhau, để tranh giành quyền lực. Với một chế độ như vậy thì thứ luật duy nhất tồn tại đó là luật của kẻ mạnh. Như vậy đất nước này làm sao có thể yên ổn cho được? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Bò rát vàng chứa thần dược gì? Vì sao sức mạnh Tô Đại
trở nên đáng sợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Nếu để Tô lật tổng, Phan Văn Giang có thể trả giá đắt. Sau khi Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ dụng, dư luận đã đặt ra khả năng liệu Tô Lâm có đốn nốt trụ tổng để bản thân lên ngôi hoàng đế hay không. Không ai có thể biết được Tô Lâm nghĩ gì, nhưng quan sát những động thái mà Tô Lâm đã làm thì rất có những khả năng ông sẽ thực hiện cú lật đổ vĩ đại lớn nhất từ trước đến nay để mà lên ngôi. Tô Lâm đánh Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ là đánh trực diện, đánh tổng lực. Tuy nhiên, hai cú đánh này đã lộ rõ ý đồ đánh tỉa của ông nhắm vào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi trước khi đốn một cây cổ thụ, người ta sẽ cắt từng cành nhánh của nó trước. Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ là hai nhánh lớn nhất trong số các cành nhánh vây quanh ông Tổng. Nếu Tổng Bí thư bị triệt thì Tô Lâm lên Tổng Bí thư và sẽ là Bí thư Quân ủy Trung ương. Cứ mỗi lần hạ được một thuộc hạ của ông Tổng thì thế và lực của Tô Lâm lại mạnh hơn. Trước đây Tô Lâm chỉ cho bắt một vài quan chức, nay ông bắt luôn một rừng quan chức. Điển hình là vụ bắt một loạt 12 quan chức và cựu quan chức của tỉnh Bình Thuận. Cho bắt một lần nhiều quan chức như thế, Tô Lâm đang phô diễn cho các đối thủ của ông biết sức mạnh hiện nay của ông như thế nào và từ đó trấn áp tinh thần những kẻ chưa bị gọi tên. Mới đây, Bộ Công an triển khai dự án xây dựng sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh. Thông tin chính thức cho biết sân bay này phục vụ cho đơn vị không quân của lực lượng Công an Nhân dân mà người đứng đầu là ông Tô Lâm. Như vậy, Bộ Công an muốn xây dựng cả lực lượng không quân riêng và câu hỏi đặt ra là để làm gì? Nhiệm vụ của Công an là lo an ninh nội địa, không phải trách nhiệm chống ngoại xâm. Vậy dùng không quân để làm gì đây? Hay là để chuẩn bị bảo vệ ngai vàng trong Bộ trưởng Bộ Công an khi ông ngồi đến chiếc ghế cao nhất của Đảng? Hiện nay trong Đảng ủy Công an có ông Tô Lâm là Bí thư Đảng ủy, các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Ủy viên Thường vụ. Tuy nhiên ngồi ghế thành viên thường trực Đảng ủy Công an, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng không hề cầm cương được con ngựa chứng Tô Lâm. Có thể nói hiện nay Bộ Công an đã vụt khỏi tầm tay của ông Tổng Bí thư từ lúc nào? Để cân bằng với một lực lượng vũ trang thì chỉ có thể là một lực lượng vũ trang khác có hỏa lực và trang bị tương đương hoặc mạnh hơn. Như vậy để kiểm soát sự lộng hành của Bộ Công an thì chỉ có thể là Bộ Quốc phòng. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng là Bí thư Quân ủy Trung ương, nghĩa là trong Đảng ủy quân đội ông Trọng cũng là sếp của ông Phan Văn Giang. Nếu tận dụng được vị trí này, ông Trọng có thể ngăn cản được sự lộng hành của Tô Lâm. Nhưng câu hỏi đặt ra, thế lực hiện nay của ông Tổng có còn sai khiến được Bộ Quốc phòng nữa hay không? Nếu Nguyễn Phú Trọng và Phan Văn Giang không bắt tay nhau để ngăn cản Tô Lâm thì có thể cả hai sẽ phải trả giá rất đắt trong thời gian tới. Trong cơ cấu của Đảng và Nhà nước, vị trí nắm binh quyền lớn nhất là Bộ Quốc phòng, với vai trò Bộ trưởng hiện nay thuộc về ông Phan Văn Giang. Nhưng cho đến bây giờ, ông Giang vẫn luôn đứng ngoài cuộc đấu đá cung đình do Tô Lâm khởi xướng. Đứng ngoài cuộc tọa sơn quan hổ đấu là khôn ngoan hay thiếu khôn ngoan là một câu hỏi khó trả lời. Nếu ra mặt ngăn cản Tô Lâm thì có thể bản thân ông Phan Văn Giang sẽ dính thương tích, thậm chí nếu bất cẩn có thể chính ông sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên nếu chỉ bàng quang đứng ngoài thì liệu sau đó Tô Lâm thành công chiếm ghế Tổng Bí thư có thể để yên cho ông hay không? Hay lại đưa người đồng hương Hưng Yên là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lên thay? Ngoài ra Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 cũng là người Hưng Yên. Nếu ông Trọng và ông Phan Văn Giang không đồng lòng dùng quân đội để ngăn cản Tô Lâm, có thể cả hai ông sẽ phải trả giá rất đắt khi Tô Lâm bước lên ghế Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin nếu để Tô lật tổng, Phan Văn Giang có thể sẽ trả giá đắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de.